Xin chào mọi người nha. Hôm nay là mình sẽ xử lý cái cây khổ qua để cho nó nuôi trái lớn nè các bạn. Trái bắt đầu có trái rồi nè ha. Đậu trái rồi nè các bạn. Thấy cưng ghê không? Thấy cưng quá à. Mình sẽ xử lý rồi. Cái này là mình đã ngắt đọt được một lần rồi. Bây giờ mình sẽ ngắt những cái nách xung quanh để cho trên nhánh á, là những cái nách này nè, cái nách này nè, cái nách này nó mọc ra nó không có làm cho trái nó lớn, cho nên mình phải bỏ ha, xử lý nó. Nó có ra nữa thì nó cũng không có trái đâu, cái nhánh này nó cũng không có trái, cho nên mình phải ngắt bỏ. Đây nó lên cao rồi nè, nó sắp lên vàng rồi đó các bạn, mà nó ra ra trái rồi ha. Đây nè, những cái bông này là những cái bông đực nè. Đấy, những cái bông đực nè. Đây nữa nè. Những cái bông này là những cái bông đực. Khi mà nó nở ra nó sẽ dụ ong bướm lại. Đây nè. Này cái bông đực nè. Đó. Ở bên đây có một trái nè, ở đây bông đực ra quá trời luôn nè. Và các bạn, bông đực ra nè để nó dụ ong bướm lại nè. Nhưng mà ở đây rất là ít bông các bạn, ít bông quá nó sẽ không có dụ ong bướm lại nhiều. Nhưng mà cái mức độ ong là có, nhưng mà ít lắm, 1-2 con à. Này nó đậu trái nè. Ở đây có một trái nữa nè các bạn. Ở đây có một trái nữa nè. Thấy thương quá à. Những cái nách này là mình nên ngắt bỏ nè các bạn ơi. Cái nách của cái nhánh nè, cái này là nè, cái này là cái nhánh lớn nè các bạn. Còn cái này là, cái này là cái nách nó mọc ra nè, cái nách nó mọc ra nè, mình sẽ bỏ những cái nách này. Tìm những cái nách đó mình ngắt mình bỏ đi. Những cái lá nào mà sâu xia á, nó bị cháy nắng á, mình cũng xử lý nó luôn để nó không có nuôi cái lá nó nữa, nó tập trung nó nuôi nhánh và trái ha. Mình sẽ tìm những cái nách nó mọc đây nè. Đây có một cái nách nữa nè các bạn ơi. Cái nách nhánh này nó mọc lên nè. Cái nách nhánh này nó mọc lên, nó sẽ nuôi cái nhánh này, nó sẽ không có nuôi trái, mà cái nhánh ở nách này nó mọc ra, nó sẽ không có trái nhiều, nó sẽ làm cái dây của mình ít trái, nên mình ngắt bỏ ở những cái nách lá này nè các bạn. Nè. Ở đây nó có cái lá ha. Cái kế bên nó có một cái nách nữa nè ha. Mình sẽ ngắt cái nách này đi. Mình gọi là nhánh ở nách đó các bạn, mình sẽ bỏ cái này đi. Đó. Bắt đầu nó có trái rồi ha. Cái bắt đầu mình ngắt những cái nách đó đi để cho nó tập trung nó nuôi trái ha. Đó. Ở đây cũng có một cái nữa nè. Đó.